Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cơ bản giữ ổn định theo định hướng như năm 2022. Cơ cấu đề sẽ có 75% nghiêng về các câu hỏi mức độ nhận biết và thông hiểu, 25% câu hỏi ở mức vận dụng và vận dụng cao. Điều này có nghĩa các em học tốt kiến thức cơ bản trung học phổ thông, đặc biệt của lớp 12, có thể làm tốt 75% đề thi. Đây cũng là cơ sở tốt nhất cho việc đánh giá kết quả và xét tốt nghiệp trung học phổ thông. 25% còn lại là các câu hỏi ở mức độ vận dụng, vận dụng cao để các thí sinh đạt mức điểm 8, 9, 10 nhằm phân hóa.